cùng thầy dạy văn mở bài nâng cao bài thơ đất nước ngữ văn lớp 12. Tuy dài nhưng càng đọc càng thấy nhiều điều rất thú vị ở trường cam mặt đường khát vọng, được nhà thơ Nguyễn Quang Điểm hoàn thành ở trên khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu tiên năm 1974, trong thời kỳ miền Nam bị tạm chiếm, đế quốc và tay sai ra sức xuyên tạc về cộng sản, về cách mạng, hòng lôi kéo và mua chuộc thanh niên vào chốn ăn chơi mà quên đi trách nhiệm đối với dân tộc. Bản trường ca được ra đời trong hoàn cảnh ấy đã đánh thức tinh thần trách nhiệm và giúp thế hệ trẻ miền Nam ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của họ đối với đất nước mình. Đoạn trích đất nước thuộc chương 5 của bản trường ca mặt đường khát vọng, thơ Nguyễn Quang Điểm sâu liên tưởng từ những điều tưởng chừng như giản dị, những cảm nhận đơn sơ nhất nhưng lại có những sức khái quát và trở thành chiêm nghiệm đời người. Đồng thời ta cũng thấy trong thơ ông những triết lý suy tư thấm đẫm chất trữ tình. Bởi vậy câu thơ của Nguyễn Quang Điểm thường có nhiều ký tự, ông muốn trải dài câu thơ ra, trên đó khảm đầy những suy tư một cách có ý thức với một thái độ tích cực, sẻ chia tấm lòng mình trước thực tại. Nguyễn Quang Điểm khẳng định tài năng của mình với phong cách thơ trữ tình chính luận. Trữ tình, giọng điệu thơ thủ thị mộc mạc tâm tình, giải bày cảm xúc, bày tỏ tình cảm, lưu giữ tình cảm. Chính luận là bởi ông có xu hướng khám phá, cắt nghĩa, lý giải mọi điều. Với đoạn trích đất nước thuộc chương 5 của trường ca mặt đường khát vọng, ông đem đến một tư tưởng đầy mới mẻ. Đất nước này là của nhân dân, do nhân dân làm ra, do nhân dân bảo vệ và gìn giữ muôn đời. Trước biết bao nhiêu những câu hỏi, đất nước này là gì? Đất nước này do ai làm ra? Đất nước này đã có từ bao giờ?